Xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng máy rửa bát. Đây là một cái con máy TL6 trong cái lô hàng vừa về. Toàn bộ máy rất là đẹp. Lên sóng một loạt để các bác tham khảo nhé. Bác nào còn đang lăn tăn về máy rửa bát thì các bác có thể tham khảo các cái model bên em. Đấy. Cách đây khoảng 20-30 năm trước thì người Việt mình khi mà nghe thì máy giặt thì cái gì đó nó rất ghê gớm. Nhưng mà đến bây giờ thì các bác thấy đấy, máy giặt nó cũng rất là thông dụng rồi. Đến cái thời điểm năm 2023 này thì thực sự cái máy rửa bát nó cũng là một cái máy mà Việt Nam mình bây giờ cũng khá thông dụng, nhất là các cái máy hàng bãi nó về chất lượng tốt mà giá thành thì rất phù hợp với người Việt mình. Cho nên là cái lượng máy rửa bát các bác nhìn thấy đấy, bây giờ anh em đang bán rất là nhiều và mọi người mua cũng rất là nhiều. Các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé. Đấy, chất lượng của nó thì hoàn toàn yên tâm luôn, giá thành cũng rất là rẻ, phù hợp. Đấy, linh kiện thay thế dễ sửa chữa, dễ lắp đặt, dễ dùng, tiết kiệm điện nước, mỗi lần rửa hết chỉ nửa số điện thôi và 11 lít nước. Đặc biệt là các bác không tốn tiền mua viên rửa bát. Với máy Nhật này thì mình rửa hoàn toàn bằng nước nóng nhé, rửa về đúng thời nguyên bản ngày xưa đấy, các cụ rửa chỉ bằng nước nóng thôi. Thì cái máy Nhật này cũng như vậy. Ở trên hình các bác là một con máy TL6, Panasonic TL6 nhé. Ở các cái model máy rửa bát thì nó có TL3, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Thì từ 3 cho đến từ 1 cho đến 7 về cơ bản thì giống nhau hết. Đấy, không có khác nhau gì cả các bác nhé. Chỉ chủ yếu là nâng về năm sản xuất thôi. Mỗi năm ra một đời, một model, nhưng thực chất bản chất ra thì nó vẫn giống nhau cả. Đấy. Cái chiếc này các bác nhìn thấy vỏ nguyên bản này, vỏ nguyên bản còn rất là đẹp nhá. Con này vỏ nguyên bản đấy. Cái lô này em nhập về được rất nhiều các cái máy trắng vỏ nguyên như thế này, cho nên em toàn bộ là để nguyên hết. Đấy. Các bác nhìn này, mặt meca cũng rất là đẹp nhá. Hai bên đầu hồi này cũng rất là đẹp luôn. Đấy, cái lô này nói chung là xuất sắc. Toàn máy đẹp. Bác tranh thủ mua nhá, dịp cũng cuối năm rồi. Hôm nay cũng xa Tết rồi, cũng chỉ tầm chục hôm nữa thôi là Tết rồi, các bác sắm cho nhà mình một cái chiếc máy rửa bát phục vụ những ngày Tết rất là tiện. Máy Nhật này thì siêu bền bỉ tiết kiệm các bác nhé, ngoại thất cực đẹp luôn rồi. Đây, răng chỉ này các bác nhé, nội thất con này cũng rất là mới nhé, đẹp. Đây, sạch đẹp, bên máy so mới con rồi. Đây, nội thất nói chung là mỹ mãn, con máy đẹp từ trong ra ngoài, không có gì để chê cả. Xếp tổng là 12 cái bát con này các bạn này. Nếu các bác xếp ở đây 3-4 cái nữa thì các bác thành là 16 cái bát con trên này. Đấy. Ở dưới này mỗi cái ngạnh này các bác xếp một cái đĩa tổng, các bác có thể xếp được 6-8 cái đĩa đũa thìa này. Đấy, ở đây mình xếp tiếp những cái bát ô tô hay những cái bát nhỡ, những cái gì mà nó phù hợp với những cái song nhỏ các bác xếp ở đây. Đây nó sản xuất cái này nó là cái khay để bột rửa. Đấy, nhưng mà theo như em dùng thì bao nhiêu năm nay em không dùng bột rửa đâu, thật sự là không cần thiết, nó vẫn rất là sạch. Đây là khay rác, khi mà các bác rửa xong thì rác toàn bộ dồn vào đây thì các bác nhấc ra đổ đi thôi. Con này em bán là 4.4 triệu nhá, máy cực đẹp luôn, bảo hành 12 tháng, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bên em bán là 500.000 một chiếc, 1.500W nhé. Chào các bác.